Dạ con thành kính lãnh lễ ngài Tỳ Siêu Vua Quang Lâm giao đạo tràng. Dạ cảm ơn rằng đồng gia Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ bạch ngài, hôm nay không biết sao mà bánh thót nó không có cho con đưa bánh lên tình trung bạch ngài. Dạ con xin xin sám hối với ngài. Dạ con làm mấy lần mà không có được. Dạ con thành kính lãnh lễ đại đức tùy đức Vua Quang Lâm giao đạo tràng. Dạ bây giờ thì đạo tràng chúng ta cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được ngài Thị Siêu giảng dạy hai bài ngày hôm nay là bài 38 và 39 La Mã. Dạ cảm ơn Quỳnh Quá Thanh ạ. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Biết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vương lộc gia ngài dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thinh dự pháp từ, đó là Nhôm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp ma 45 hà giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi gặp chốn ni, tôi mê cầu được trí trí vẹn toàn. Và trước khi con thỉnh ngài lên giảng dạy hai bài ngày hai bài học ngày hôm nay, con xin phép được đọc phần chánh văn. Bài thứ nhất là số 38 La Mã. Kinh Tiểu Bộ. Khuất Thác Cá Nikaya Itibut Thác Cá chương 2, hai pháp phẩm 2, bài 38 La Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các thị kheo, với Như Lai, Bậc A-La-Hán, Chánh Đẳng Giác, hai tầm tứ được hành trì nhiều, đó là an ổn và ẩn dật. Này các thị kheo, Như Lai ưa thích không làm hại, thích thú không làm hại. Với Như Lai ấy, này các thị kheo, ưa thích không làm hại này, thích thú không làm hại này, tầm tứ nay được hành trì nhiều. Với cử chỉ uy nghi này, ta không làm hại một ai, dầu là loài động vật hay không động vật. Này các tỳ kheo, Như Lai ưa thích ẩn dật, thích thú ẩn dật. Với Như Lai ấy, này các tỳ kheo, ưa thích ẩn dật này, thích thú ẩn dật này, thích thú ẩn dật. Với Như Lai ấy, này các tỳ kheo, ta dạ con bữa nay con bị phân tâm quá, dạ con xin đọc lại. Với Như Lai ấy, này các tỳ kheo, ưa thích ẩn dật này, thích thú ẩn dật này, tâm tứ này được hành trì nhiều, phàm có bất thiện gì thì đều được đoạn tận. Do vậy, này các tỳ kheo, các thầy hãy an trú hân hoan trong không làm hại, thích thú trong không làm hại. Này các tỳ kheo, với các thầy an trú hân hoan trong không làm hại, thích thú trong không làm hại,
tâm tứ này sẽ được hành trì nhiều. Với cử chỉ uy nghi này, chúng ta không làm hại một ai, dầu là loài động vật hay không động vật. Này các tỳ kheo, hãy ăn trú hân hoan trong ẩn vật, thích thú trong ẩn vật. Này các tỳ kheo, với các thầy ăn trú hân hoan trong ẩn vật, thích thú trong ẩn vật, tâm tứ này sẽ được hành trì nhiều. Còn có gì bất thiện, còn có gì chưa đoạn tận, còn có gì chúng ta phải từ bỏ nữa đâu? Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói đến. Như Lai bậc giác ngộ có thể nhẫn nại những gì mà người khác không có thể nhẫn nại. Hai tầm tứ vị ấy hành trì và thực hiện, trước hết được nói đến là an ổn tầm tứ, thứ đến là ẩn vật, thứ hai được trình bày. Phá tan màn hắc ám, đã đến bờ bên kia, bậc đại sĩ đạt được quyền lực không lậu hoặc, đạt thân mạng tối hậu, trong ái diệt giải thoát. Vì ẩn sĩ như vậy chắc mang thân tối hậu, ta nói rằng vị ấy từ bỏ được kiêu mạn, thoát khỏi được già lão, đạt được bờ bến kia, như đứng trên tảng đá trên đỉnh núi đầu non, đưa mắt nhìn xung quanh quần chúng dưới chân mình. Cũng vậy bậc thiện thệ leo lên lầu chánh pháp biến nhãn, không sầu muộn, nhìn xuống đám quần xanh bị ưu tư sầu khổ, bị sanh già áp bức. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Bài 39 La Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Có hai loại thuyết pháp của Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Cái này tiếp nối cái kia, thế nào là hai? Hãy thấy ác là ác, đây là thuyết pháp thứ nhất. Sau khi thấy ác là ác, ở đây hãy nhằm chán, hãy từ bỏ, hãy thoát ly, đây là thuyết pháp thứ hai. Này các tỳ kheo, có hai loại thuyết pháp này của Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Cái này tiếp nối cái kia. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói đến. Với Như Lai Phật Đà từ mẫn mọi chúng sanh, hãy thấy lời thuyết giảng tuần tự pháp theo pháp. Hai pháp được trình bày, một là hãy nhìn rõ pháp là pháp, pháp ác là pháp ác, và chính tại ở đây từ bỏ không tham lắm, từ đây không tham lắm, hãy làm cho an tịnh mọi khổ đau phiền não. Ý này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Con và bản chánh văn đến đây đã chấm hết. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính lãnh lễ cung thỉnh Ngài Tệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa, và Nhật Quỳnh kính cảm ơn Quỳnh Quát Thanh Á đã phát bài. Dạ con kính dâng mít đến Ngài ạ. Nam Mô Bụt Thầy. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ giáo pháp, kính lễ tăng chúng. Kính chào chư tôn đức, thân chào tất cả quý tôn nữ quý Phật tử. Kính thưa quý vị, đúng ra thì hôm nay chúng ta chỉ học một bài kinh, bởi vì hai bài kinh này cái tựa khác nhau. Vitakasutta, kinh nói về tâm, và Dhyanasutta là kinh nói về sự thuyết pháp.
Nhưng mà vì hai bài kinh này nó liên quan đến Đức Như Lai bậc A-la-hán chánh đẳng giác, hai bài kinh này đều liên quan đến Đức Như Lai bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Và do đó khi mà cô Nhật Quỳnh hỏi chúng tôi thuyết bài nào thì chúng tôi kêu đọc lên, chúng tôi mới cho hai bài. Hai bài thì chỉ có bốn chi pháp thôi thưa quý vị, nó cũng dễ, không khó. Chỉ tại vì cái bản dịch của chúng ta đó, cái bản dịch chúng ta nghe đọc của chúng ta sẽ không hiểu cái nội dung ở trong cái bài kinh đó muốn nói cái gì. Trước khi mà trình bày thì nó đơn giản, cho nên trong một giờ đồng hồ chúng ta học bốn chi pháp là vừa. Trước tiên là chúng ta học cái bài kinh tầm chữ với tất cả ở đây đó, luôn luôn được dịch là tầm. Nhưng mà chữ Vitaka, danh từ này mở trong thắng pháp, trong ví dụ pháp đó, thì chỉ cho tâm sở tầm Vitaka, Chetasaka. Cái ý nghĩa thực tính hơn, bản thể hơn, tầm tức là cái sự hướng tâm đến cảnh, dầu cho tâm bất thiện, tâm thiện, tâm vô ký, tức là vô ký quả, vô ký tố gì cũng đều có tâm sở tầm. Chúng ta có đến 55 tâm hữu tầm. Thắng pháp thì là như vậy. Nhưng mà trong kinh tạng, ở đây trong ý thức của tất cả thì nó thuộc kinh tạng. Trong kinh tạng cái chữ tầm có nghĩa là cái sự nghĩ ngợi, cái sự suy tư. Nghĩ ngợi suy tư cho nên ở trong kinh tạng chỉ đơn thuần là một cái tư duy, một cái tư duy hay là một cái sự nghĩ ngợi, cái sự suy tư thôi. Chúng ta không có lấy cái ý nghĩa là hướng tâm đến cảnh. Chúng ta không có học ở kinh tạng là chúng ta không có lấy cái nghĩa đó, quý vị chú ý. Cho nên khi ở đây Đức Phật nói rằng là Tà tha gà tăng phiết huê arahang sama sambuddhang đuê vi tạc ca pa hu lăng sambuddha charanti. Khi bô cho vi tạc cô và quý vị cổ cho vị tạc cổ có bao nhiêu thôi thưa quý vị. Cái đoạn dưới, những cái đoạn dưới đó, thì Đức Phật này giải thích cho hai cái chữ, hai cái tầm tư đó. Tầm tư chứ không phải là tầm tứ thưa quý vị.
Vì nếu mà chúng ta thêm cái chữ tứ vô trong đó đó thì nó lại vướng với cái chữ vichara. Ở đây chữ tầm tư tức là cái sự suy nghĩ, tầm tư là sự suy nghĩ. Nếu mà chúng ta xài chữ tầm không thì nó cục ngủ, nghe nó không hay. Cho nên chúng ta nói có hai loại tầm tư mà nó thường xuyên. Bahu lu là thường xuyên, bahu lăng là thường xuyên diễn ra nơi bậc A La Hán chánh đẳng giác, nơi Đức Như Lai bậc A La Hán chánh đẳng giác, chứ không phải là thường xuyên thực hành. Ở trong cái bản dịch của chúng ta đó, thưa quý vị, là được hành trì nhiều. Bậc A La Hán chánh đẳng giác thì ngài không có thực hành mấy cái đó, bởi việc nó làm đã làm xong, việc cần phải làm đã làm xong. Ngài không có cái việc gì cần phải làm nữa, cho nên không có hành trì. Chúng ta nhớ vậy. Như một người đang trong, khi mà họ đang ngồi ghế nhà trường đó, thì họ mỗi ngày cần phải cấp sách đến trường để đi học. Nhưng mà khi đã thi đỗ tốt nghiệp rồi, lấy bằng cấp rồi thì anh ta không cần phải học nữa, chỉ đi làm việc thôi chứ không có đi học. Ở đây quý vị, không những là Đức Phật mà ngay cả các vị A-la-hán, vậy chúng ta không nên dùng cái tiếng gọi là Đức Phật hành trì cái pháp môn này, hành trì pháp môn kia, hay vị A-la-hán hành trì pháp môn này, pháp môn kia. Không. Cho nên ở đây chữ Samudra Charati, động từ Samudra Charati nó có nhiều nghĩa lắm. Cái chữ Samudra Charati ở trong luật tạng khi mà xài trong cái giới thứ tư với bất cộng trụ thứ tư là chữ Samudra Chari với Itichana Miti Pasa Miti Tato Aparena Samayena Samadukta v.v. Thì cái chữ đó có nghĩa là cái sự khai báo hay là bày tỏ hay là cái sự tuyên bố. Vị tỳ kheo chưa có chứng đắc mà lại đi tuyên bố với người, với thị nam tín nữ, nói là tôi đã đắc như thế này, tôi đã chứng như thế kia, cái đó là phạm tội bất cộng trụ. Cho nên đi tuyên bố như vậy đó thì gọi là Samudra Charati. Thì ở đây chữ Samudra Charati là chúng ta phải hiểu rằng nếu xài trong cái nghĩa thụ động thể đó, khi mà
Đức Thế Tôn là tuyên bố cái gì thì cái đó là và thông qua cha ra tí là ngài tuyên bố. Nhưng mà khi đặt cái chữ đê tắc ca, chủ ngữ là đê tắc ca và hô lăng samudra cha ra tí, samudra cha ra tí tức là hai tầm tư ở thường khởi lên, thường khởi lên, thường xuyên khởi lên nơi bậc A-la-hán trên đẳng giác. Cái này không phải là tuyên bố nữa mà là khởi lên. Chúng ta xài nghĩa thì như vậy nhé. Ở đây là Đức Phật là muốn nói rằng là đối với bậc A-la-hán chánh đẳng giác thì có hai tầm tư này thường xuyên khởi lên, đó là khi bác nguyên tắc cô là an ổn tâm. Chút xíu chúng tôi sẽ giải thích cái chữ an ổn tâm. Thứ hai á, cái này chúng ta không dịch là ẩn dật, chữ quy về cá, quy về cá quy tập cu ở đây có nghĩa là viễn ly tâm. Nếu chúng ta xài chỉ pháp cho gọn chứ, có hai cái tầm, hai cái tầm tư này khởi lên thường xuyên khởi lên đối với vị A-la-hán chánh đẳng giác, đó là an ổn tầm và viễn ly tầm. Ngài lấy ngài làm thí dụ để rồi ngài dạy các vị tỳ kheo: các ngươi cũng hãy sống với hai loại tầm đó, an ổn tầm và viễn ly tầm. Như thế nào gọi là an ổn tầm? Là đối với Đức Phật, một bậc có cái tâm đại bi đối với chúng sanh, ngài luôn luôn quan hỷ trong cái việc mà bất hại chúng sanh, khi ngài sống ở rừng sâu, có những loài thú, có những loài bò sát, có những loài côn trùng, nhưng mà luôn luôn Đức Phật ngài trú an ổn tâm. Ngài có cái tâm đại bi với cái chúng sanh đó, với con thú đó, với cái loài bò sát đó, như là rắn rết, hay là với cái loài côn trùng, mũi mồng, vân vân. Không bao giờ ngài khởi lên cái ác ý với cái loài chúng sanh đó, gọi là Abhyapaccha, Abhyapaccha, tức là ngài không có, ngài không có ác ý với chúng sanh.
Tất nhiên chúng ta sẽ nói rằng tất nhiên là một vị Phật thì sau lại 8 tháng ngày là người là bậc hiền thiện, không có ác ý với chúng sanh. Nói như vậy thì cũng như là chẳng khác nào chúng ta khen Trạng Nguyên tốt áo vậy đó. Nó không có sức. Tuy nhiên ở đây chúng ta phải hiểu là Đức Thế Tôn Ngài nói lên như vậy để Ngài tự nêu mình là một tấm gương, tự bản thân Ngài là tấm gương cho các vị tỳ kheo, để khuyến khích các vị tỳ kheo sống với cái tầm an ổn. Quý vị có biết rằng là khi mà Đề Bạt Đa thả voi, mượn cái con voi sai, chuốc rượu cho nó sai con voi Nalagiri của vua Asatthế để thả rong trên đường đi, mà ông ta biết là Đức Thế Tôn sẽ đi khất thực trên con đường đó. Và khi con voi mà bị say rượu á, đôi việc là nó rất hung hãn, nó không còn biết cái gì, giống như là bị điên loạn lên. Nó gặp cái gì trước ngày ở phía trước thì nó dẫm đạp, nó lấy vòi nó quấn, nó hút. Lúc bây giờ dân chúng bỏ chạy hết, và các vị tỳ kheo, những vị đó cũng sợ và lánh đi. Riêng về các vị tỳ kheo đi khất thực chung với Đức Phật á, là những vị A-la-hán, thì các ngài nghĩ rằng thu phục vô đa lê ghi là trách nhiệm của Đức Thế Tôn. Không phải là trách nhiệm của các ngài. Cho nên các vị tỳ kheo kia cứ đứng im lặng. Và nhưng có một người nóng ruột, đó là tôn giả Ananda thị giả của Đức Phật, thương kính Đức Phật lắm. Cho nên Ananda đã mạo muội tiến lên phía trước mặt Đức Thế Tôn và đứng án ngữ, để cho nếu vua Nalagiri mà có hôn chết thì Ananda sẽ hy sinh cho Đức Phật. Sau này Đức Phật mới kể lại câu chuyện quá khứ. Tiền thân của Ananda cũng đã từng có cái cử chỉ như vậy, hy sinh như vậy. Đức Phật lại tán thán. Thì thưa quý vị, trở lại là khi vô đa lực ký rí nó lao tới, Đức Thế Tôn Ngài an trú cái tâm từ, Ngài khởi lên cái tâm từ mát mẻ. Mát mẻ ở đây có nghĩa là Ngài không hề có một chút dao động, run sợ, lo sợ. Lo sợ, run sợ có nghĩa là tâm sân. Tâm sân là cái tâm nóng nảy. Mà giữa cái tâm sân đó, nó đi đến vì chỗ cái tâm tâm não hại thì nó gần lắm thưa quý vị. Khi con muỗi nó đốt cắn trên da của mình, mình bị đau nhói, mình vừa nhìn thấy con muỗi là ngay trong lúc đó mình đau nhói, mình khó chịu là tâm sân. Mà mình thấy như vậy thì có nhiều người họ không có kiềm chế được cái tâm sân là họ
đưa bàn tay là họ đập chết con mũi liền. Cho nên tâm sân không dằn nén được thì cái tâm hại nó sanh khởi. Nhưng mà đối với Đức Phật thì cái tâm của Ngài mát mẻ, cũng giống như là một người mẹ mà đối với một đứa con còn bé bỏng gì đó, dầu cho đứa con đó nó có khóc la hay là khi mà người mẹ đến dỗ về mà nó lấy tay nó, nó tát vào mặt của người mẹ, nó chồi, nó đạp vào người của người mẹ, thì người mẹ vẫn vui vẻ, không có một chút sân giận bực bội. Mà chính vì cái tâm cỡ đó, cái luồng tư tưởng, cái từ trường mát mẻ của Ngài đã khiến cho cái vô đà la gri nó tỉnh rượu. Và lúc bây giờ nó khựng lại và nó từ từ nó tiến bước đến gần Đức Phật và nó thủ phục quỳ xuống, bốn chân của nó quỳ xuống, nó dùng cái vòi của nó để hút bụi dưới chân của Đức Phật và nó rải trên đầu của nó để tỏ ý nó kính trọng Đức Phật. Sau này đó, khi mà chúng ta đọc cái bài kinh Uttamange Nakwande Hàng Ba Đa Bằng Sông của Rottamang, là cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật. Vi trần tức là hạt bụi băng súng. Ba Đa Bằng Sông là bụi dưới chân của Đức Phật. Mình kính trọng Đức Phật đến mức độ mà mình chỉ cần xin được đảnh lễ hạt bụi dưới chân của Đức Phật cũng được. Quý vị biết cái này tin như vậy đó. Từ cái này mà đi đến giải thích cho cái kia để cho Phật tử chúng ta hiểu luôn. Quý vị nghe, quý vị nên hiểu rồi quay trở lại chứ. Đừng có nghĩ rằng sư nói chuyện chia cà bắt qua di mướp vẫn đi lung tung. Phải cho quý vị được nghe một chút chi tiết đó rồi chúng ta trở lại. Thì nhờ cái tâm đại bi, đại từ đại bi, vô lượng vô biên của Đức Phật đó, là một cái tư tưởng an ổn, làm cho chúng sinh khác được cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh của Ngài. Và do đó nó không còn hung dữ nữa, Ngài cả đã cảm quá nó. Thì chúng ta phải hiểu đó là cái an ổn tầm. Chứ khi bác ở đây là an ổn, những an ổn này có nghĩa là bất hại. Apia pachang, Apia pachang, bất hại. Cái dưới đó là Đức Phật Ngài giải thích cho cái ý nghĩa khi nó vô tắc vô. Tại sao, ý nghĩa gì mà nói rằng là Ngài có bất hại tâm? Cái tâm tư của Ngài bất hại đối với chúng sanh, do đó cho nên mới gọi là an ổn tâm. Cho dù một người như Đề Bà Đạt Đa có cái tâm phản nghịch với Đức Phật, luôn tìm cách để chống đối Ngài, để xa lánh Ngài và làm hại Ngài, nhưng mà Đức Thế Tôn vẫn có cái tâm bi mẫn với Đề Bà Đạt Đa. Đến nỗi mà sau này lúc mà hối hận rồi đó, Đề Bà Đạt Đa mới bảo hai vị tỳ kheo còn lại, hai vị tỳ kheo thị giả còn lại,
hãy khi võng đưa ông ta đi đến để sám hối Đức Phật. Hai vị kheo nói rằng bạch ngài, ngài đã chống đối Đức Thế Tôn, đã nhiều lần làm hại Đức Thế Tôn, ngài không sợ Đức Thế Tôn thù hận hay sao mà còn đi đến? Thì Đề Bà Đa mới nói rằng các ngươi chưa hiểu, Đức Thế Tôn là bậc đại bi, ngài đối với Rahula với tâm tư như thế nào thì ngài đối với ta ngài cũng có cái tâm tư như vậy, tức là luôn luôn mát mẻ và có tâm bi mẫn. Chính Đề Bà Đa đã thốt lên điều đó. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu cái an ổn tâm là như vậy đó. Đức Phật ngài khuyên các vị tỳ kheo, do vậy các ngươi hãy sống với an ổn tâm. Các ngươi hãy sống với an ổn tâm. Thì đây là một cái chi pháp mà chúng ta phải nhớ. Rồi cái thứ hai đó, là Đức Như Lai bậc A-la-hán chánh đẳng giác, ngài có cái tầm tư thứ, cái tầm tư thứ hai là Pavivekat Vitakko. Nhưng mà ở trong mạch văn Pali đó thì chỉ xài một cái chữ Vitakko thôi. Khi vô chắc người ta cô có quyền về cô chắc, thì ở trong chú giải thích là hai loại tầm đây, tức là khê bác người ta cô và có quyền về các người ta cô. Gọi là viễn ly tầm. Cái viễn ly tầm này rất là quan trọng thưa quý vị. Dầu cho hội chúng vây quanh Đức Phật, hội chúng tu sĩ, các vị tỳ kheo, hay là hội chúng cư sĩ, kể cả vua chúa, các vị quan đại thần, hay là các vị bà la môn gia chủ, những người có quyền lực và giàu có, luôn luôn vây quanh đảnh lễ Đức Phật, viếng thăm Đức Phật, cúng dường Đức Phật, nói cho vậy. Nhưng mà Đức Thế Tôn ngài chỉ làm những cái phận sự cần phải làm đối với chúng sanh, tức là ngài làm chỗ nương tựa tinh thần cho họ thôi, chứ ngài không có dính mắc cái hội chúng đó. Cái khuynh hướng của một bậc giải thoát là ngài thiên về ẩn dật, ngài thiên về viễn ly, ở những nơi thanh vắng, lánh xa tiếng ồn. Đó là cái phẩm chất của một vị giải thoát, không thích ồn ào, không thích quần tụ. Nhưng mà ở đây trong chú giải thích đó, cái viễn ly tầm của Đức Phật là như thế nào? Ngài thi hướng nhập thiền, an trú thiền. Ngài là bậc đã chứng đắc thiền, thiền định. Cho nên hãy ngoài cái giờ, ngoài cái thời gian mà ngài thuyết pháp độ chúng sanh, thì thời gian
nào mà không có đi thuyết pháp cho các vị tỳ kheo hay là cho các cư sĩ thì Đức Thế Tôn ngài an trú ở trong pháp thiền, gọi là cái đó gọi là viễn ly tập, gọi là viễn ly tập. Ở đây chúng ta phải hiểu nó có ba cái thứ viễn ly. Một là ca giáo quy về cô là thân viễn ly. Hai là chích tâm quy về cô, tức là tâm viễn ly. Và ba là upathi quy về cô, sanh y viễn ly. Khi mà bỏ làng mạc, bỏ phố thị để đi vào rừng sâu thanh vắng, yên tĩnh, nơi mà không có sự ồn ào của tiếng người, không có bóng người lai vãng, sống ở đó được gọi là ca giáo quy vi cố, là thân viễn ly. Còn tâm viễn ly, chích tâm quy vi cố có nghĩa là tâm không có bị dao động, không có bị chi phối bởi tham dục, không có bị chi phối bởi sân hận, không có bị chi phối bởi sự hôn trầm thủy miên, không có bị chi phối bởi trạo cử và hối hóa, hối quá. Không có bị phóng dật, không có bị phóng dật. Và tâm không bị chi phối bởi cái sự ngờ vực quan mang, dục dục cái, sân cái, hung thủy cái, trào hối cái và hoài nghi cái. Tâm vắng lặng được năm triền cái đó được gọi là tâm viễn ly, chích tâm nguyên việt cái. Mặc dù Đức Thế Tôn ngồi giữa hội chúng, có khi là 500 vị tỳ kheo, còn có khi là trên 1.000 vị tỳ kheo, nhưng mà lúc đó ngài vẫn sống viễn ly được, tâm viễn ly được. Một lần khi mà vua Ajata Sattu, vua Asathế, sau khi hạ ngục vua Bình Sa Vương, tức là phụ vương của ông ta, và giết chết cha của mình ở trong ngục để mà xóa ngôi, vì sau này vua sẽ thấy rất là hối hận, ăn năn rai rứt mà vua sẽ thấy đi tìm đến 6 vị giáo chủ của lục đại môn phái, nhưng mà không tìm thấy được cái sự an ủi tinh thần, bởi vì mấy vị đạo sư, mấy vị giáo chủ của lục đại môn phái chỉ nói chuyện tào lao. Chúng ta xem ở trong bài kinh Sư Quả mới biết, đoạn vua thuật lại với cho Đức Thế Tôn nghe, khi mà con hỏi giống như con hỏi trái cà, họ trả lời trái mướp, hay là họ con hỏi cái này họ trả lời không được, họ giải thích qua cái chỗ khác vậy đó. Cho nên con không tìm thấy cái chỗ an ổn trong cái lời thuyết pháp của họ. Bạch Đức Thế Tôn, con xin hỏi ngài những vấn đề về cái quả báo thiết thực của vị Sa Môn như thế nào, vân vân, thì Đức Phật ngài giải thích cho vô nghe. Nhưng mà trước đó, thưa quý vị, vua Sa Thế đó, khi mà người ta đi đến 6 vị giáo chủ, người ta thấy không xong. Cái trong đêm trăng, người ta mới nói rằng, vua mới nói rằng, đêm nay trăng sáng, ngoạn mục trẫm muốn đi đến ý kiến vị Sa Môn và La Môn nào
để làm cho tâm của trẫm được an lạc. Thì mấy ông quan đại thần kia là đưa kiến cho vua đi đến thăm viếng vị này vị đạo sư kia vân vân, nhưng mà ông vua ông im lặng, không có quan hỷ. Thế là chiều cá ngữ y truy có cá sao cũng mới nói rằng: thưa đại vương, nếu có thể đại vương hãy đi đến viếng Đức Thế Tôn Bậc A La Hán Chánh Đẳng Giác thì đại vương sẽ thấy tâm tư nhẹ nhàng. Thì vua sẽ thấy ông nghe vậy ông hoan hỷ quá, ông đi. Sau khi cùng với tùy tùng đi đến cái vườn xoài cũng chiêu khá, và trên đường đi nói chuyện thì nghe chiêu khá ông nói rằng ông ta đã thỉnh Đức Phật về ngự ở tại cái vườn xoài của ông ta, và ngài cùng với 1250 vị tỳ kheo đang trú ngụ tại đó. Ông vua nghe nói Đức Phật mà ngài có một cái hội chúng 1250 vị, chắc có lẽ là ồn ào còn hơn cái chợ nữa thưa quý vị. Nhưng mà đến khi ông ta đậu xe ở ngoài đường cái, ông ta mới lội bộ đi vào bên trong khu vườn xoài. Đêm khuya thanh vắng mà không hiểu, mà không nghe được một tiếng nói, một tiếng cười, một tiếng ho, một tiếng tặng hắn từ nơi vườn xoài không có. Ông vua ông quảng quá, ông nghĩ rằng chiêu cá dụ ông đến đây để ám sát, cho nên ông ta chuẩn bị lâm le nắm cái đốc gươm để thủ thế. Thì chiêu cá biết, ông mới nói là: tôi đại vương, xin đại vương chớ sợ, xin đại vương chớ sợ, hạ thần không có hại đại vương đâu. Đại vương hãy nhìn ở phía trước xa xa, đó là ngọn đèn. Rồi đại vương hãy đi đến gần thêm chút nữa, đại vương sẽ thấy Đức Thế Tôn đang ngồi ở giữa chúng tỳ kheo 1250 vị. Thì ông vua lúc giờ ông định thần nhìn kỹ lại thì mới thấy như là ông nhìn một bức tranh yên lặng vậy đó, lông tóc dựng ngược. Ông ta quá quan hỷ, ông ta mới đi đến gần. Trong lúc đó ông ta đến đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi: bạch Đức Thế Tôn, ngài đã khéo huấn luyện một cái hội chúng rất là an tịnh. Ngài là bậc an tịnh cho nên ngài đã huấn luyện hội chúng rất là an tịnh. Có mong rằng Akshaya-kumara, thái tử Akshaya của con, lớn lên nó cũng sẽ có cái sự an tịnh như vậy, như chút tỳ kheo này. Lúc đó người ta mới bắt đầu hỏi đạo, và Đức Thế Tôn đã thuyết giảng cho ta nghe, chúng ta quan hỷ. Từ đó về sau ông ta trở thành đệ tử của Đức Phật. Chỉ rất tiếc là ông ta hiện tại ông vua sẽ thế, ông bị mắc phải cái tội là giết cha Pitukkhataka. Cho nên dầu cho nghe xong cái bài kinh Sa Môn Quả, lẽ ra thì cái bài kinh này sau khi dứt bài kinh này thì ông vua ông sẽ đắc Bạc Nhãn Ly Trần Bu Cấu là đắc Tu Đà Hoàn, nhưng mà vì tội với cha cho nên ông ta chỉ có quan hỷ với cái pháp đó cho ông ta không có đắc. Nên tiếc cái chỗ đó. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là đối với Đức Thế Tôn cái khuynh hướng mà viễn ly tầm
không phải chỉ là cái thân viễn ly, mà kể cả về tâm viễn ly. Cho nên có một số vị xuất gia đó, họ chưa có đạt được cái trạng thái tâm viễn ly, ly viễn ly thì não. Họ xuất gia xong rồi họ nghĩ rằng là họ sẽ sống ẩn dật ở trên núi, trên non, ở trong rừng. Lâu lâu thỉnh thoảng muốn mới đi xuống thành phố, đến nhà Phật tử. Và lâu ngày người Phật tử thì lại nghĩ rằng sư này chắc có lẽ là bậc chân tu, cho nên chỉ sống ở rừng núi thôi. Thế là họ bắt đầu đem đến lặn lội lên trên núi để cúng dường hộ độ vân vân. Giết rồi cái họ vì tỳ kheo sanh lên tâm ngã mạn, cái đó mà chết nữa thôi. Bởi vì vị đó chỉ có thân viễn ly nhưng mà tâm không được viễn ly, còn nói chi là sanh y viễn ly, tức là chấm dứt cái sự sanh tử luân hồi, không còn cái thân tái sanh nữa thì càng khó đối với vị đó. Nhưng mà đối với Đức Phật thì ngài có đủ ba cái pháp viễn ly. Ngài luôn luôn có cái khuynh hướng là độc cư,